Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự rút lại. Rút lại nghĩa là gì? Một tiên đế bố nói rằng điều gì đó bạn đã nói hoặc viết theo thời điểm trước đó là không đúng. Hành động di chuyển vật gì đó trở lại một phần lớn hơn thường bao phủ nó. Hành động rút lại vật gì đó. Ví dụ về rút lại là gì? Rút lại được định nghĩa là chính thức rút lại điều gì đó đã được nói hoặc làm. Khi một tờ báo in nội dung vào nó không chính xác và sau đó rút lại những gì họ đã nói và đăng một bài báo nói rằng họ đã sai. Đây là một ví dụ về rút lại. Làm thế nào để bạn sử dụng rút lại trong một câu? Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ rút lại toàn bộ. Việc rút đơn sau đó không làm nghi ngờ tính chính trực của anh ta. Anh ta cũng thể có sai lầm một cách ngoạn mục, đặt niềm tin vào một nguồn xấu và phải rút đơn lại một cách đáng xấu hổ. Lý do chính của việc rút đơn là gì? Nguyên nhân của việc rút đơn được phân loại là quản lý dữ liệu, các vấn đề về quyền tác giả, đạo văn, nghiên cứu phi đạo đức, các vấn đề về tạp chí, quy trình xem xét, xung đột lợi ích, các nguyên nhân khác không rõ lý do. Sau đó hành vi sai trái được phân loại là hành vi sai trái. Nghi ngờ hoặc không có nghi ngờ là hành vi sai trái. Rút lại hoàn toàn nghĩa là gì? Ý nghĩa của từ rút lại nghĩa là rút lại. Xuất hiện từ thế kỷ thứ 16 và ý nghĩa của nó rất rõ ràng. Khi Napoleon nói trong chính trị, mèo có thể rút lại móng vuốt của chúng và một số loài rắn có thể rút lại răng năm của nó. Nhưng những lời nói ra trong cơn giận dữ không bao giờ có thể rút lại hoàn toàn. Nó có nghĩa là gì khi một tờ giấy được rút lại, khi một yêu cầu rút lại được áp dụng, xuất bản hoặc thuật? Nó chỉ ra rằng một bài báo đã bị rút khỏi ấn phẩm mà nó đã xuất hiện sau khi nó đã được xuất bản. Việc rút lại được ban hành thông qua quyết định của ban biên tập của ấn phẩm. Thông báo rút lại cũng có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Rút lại nghĩa là gì trong giải phẫu học? Rút xương là chuyển động ngược lại, với xương sống được kéo về phía sau và giữa, về phía cột sống. Đối với hàm dưới, sự đưa ra trước xảy ra khi hàm dưới được đẩy về phía trước để dính ra cằm, trong khi rút kéo hàm dưới lùi. Các giấy tờ được rút lại bao lâu một lần? Dữ liệu xác nhận rằng số lượng đơn rút lại tuyệt đối đã tăng trong vài thập kỷ qua, từ ít hơn 100 đơn hàng năm trước năm 2000 đến 1000 vào năm 2014. Nhưng việc rút lại đơn khiếu nại vẫn tương đối hiếm, chỉ khoảng 4 cho số trong số 10.000 bài báo hiện được rút lại. Rút lại nghĩa là gì trong thuật ngữ y tế? Một rút lại là một thuật ngữ y tế cho khi khu vực giữa các xương sườn và trong bồn cổ, trong khi một số người với những nỗ lực xuyễn hít vào, sự co rút lại dấu hiệu ai đó đang làm việc khó thở. Cái nhìn của rút lại là như thế nào? Rút lại, ngực có vẻ như lõm xuống ngay dưới cổ hoặc dưới xương ức sau mỗi lần thở, một cách để cố gắng đưa nhiều không khí vào phổi hơn. Đổ mồ hôi, có thể được tăng mồ hôi trên đầu, nhưng da không hề cảm thấy ấm áp khi chạm vào. Làm thế nào để bạn viết một rút lại, bao gồm lý do rút lại khiếu nại, bằng ngôn ngữ rõ ràng để phân biệt hành vi trái với nỗ trung thực, cho biết khía cạnh nào của bài báo bị ảnh hưởng, tức là dữ liệu hoặc kết luận cụ thể không hợp lệ, cho biết ai là người xướng việc rút lại và tác giả nào đồng ý rút lại. Điều gì gây ra sự rút lại? Sự co lại của cơ liên sườn là do áp suất không khí bên trong lồng ngực của bạn giảm xuống. Điều này có thể xảy ra nếu đường thở trên khí quản hoặc đường dẫn khí nhỏ của phổi bị tắc nghẽn một phần.
Kết quả là các liên sườn bị hút vào trong giữa các xương sườn khi bạn thở. Làm thế nào để bạn sử dụng rút lại trong một câu? Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ rút lại toàn bộ. Việc rút lại đơn sau đó không làm nghi ngờ tính chính trực của anh ta. Anh ta cũng có thể sai lầm một cách ngoạn mục, đặt niềm tin vào một nguồn xấu và phải rút đơn lại một cách đáng xấu hổ. Làm thế nào để bạn mô tả sự rút lại? Sự co rút là một dấu hiệu cho thấy ai đó đang làm việc khó thở. Các vùng bên dưới xương sườn, giữa các xương sườn và cổ chìm trong mỗi lần hít vào. Thông thường khi bạn hít thở, cơ hoành và cơ xương xung quanh xương sườn sẽ tạo ra một chân không để hút không khí vào phổi. Làm thế nào để bạn điều trị rút lại? Các lựa chọn điều trị cho cơ rút cơ liên sườn là gì? Bước đầu tiên trong điều trị là giúp người bị ảnh hưởng thở trở lại. Bạn có thể nhận được oxy hoặc thuốc có thể làm giảm sưng, tấy trong hệ hô hấp. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.